Alo. Đây có phải là số điện thoại của gia sư Diễm My không? Dạ, phải rồi ạ. Vậy là em được tuyển làm gia sư rồi hả chị? Sao tôi phải thuê gia sư chứ? Tôi rảnh quá nên gọi điện thôi mà. Hả? Trời đất ơi! Thấy người ta ha đang bị như vậy mà còn gọi điện thoại chọc ghẹo tôi nữa hả? Bình tĩnh mày ơi, giỡn chút xíu cho nó vui, trong nhà trong cửa mà. Kiểu đó hả? Bình tĩnh mày. Điện thoại kìa. Đủ rồi nha, tắt điện thoại đi. Có gọi không vậy? Có đâu, điện thoại thiệt. Dạ alo. Dạ phải rồi ạ. Ngày mai em qua nhà em gặp phụ huynh luôn hả anh? Là vậy em trúng tuyển làm gia sư rồi hả? Dạ em cảm ơn anh. Tà hai, tà ba, tà bốn. Sao em cứ quên cái động tác cuối rồi vậy? Cái đó là điểm nhấn của tụi mình mà. Làm lại đi. Một tà hai, tà ba, tà bốn. Đúng rồi, lại nè. Một tà, hai tà, ba tà, bốn. Ủa, hai người đang tập động tác mới á hả? Đúng vậy. Trời ơi, tập sáng giờ luôn á hả? Ừ, phải khổ luyện chứ em. Ôi, mùa kê quá trời luôn kìa. Mà khổ luyện chi vậy, cũng đâu có ai mời show đâu. Nè nè, em nói gì vậy? Diễm My 96. Em nói giỡn mà. Em giỡn nhưng mà có hương nha. Ừ, biết rồi, không giỡn nữa. Bình thường sự khổ luyện của tụi anh hả? Có. Dạ, chào anh chị. Hai đứa đi đâu mà sớm vậy? Chào anh chị. Dạ, tụi em tranh thủ đi tìm việc làm á. Đi tìm việc làm á, quay nè, đợi chú xíu. Ráng tìm nha em, bây giờ thời buổi kinh tế khó khăn, khó kiếm việc lắm á. Dạ, tụi em biết rồi. Thì đó, khó kiếm việc vậy cho nên mới có người giả bộ làm sinh viên trường nhân văn. Nhưng mà không biết gia đình phát hiện ra mặt bồ để đâu hơn. Nè, Tâm Anh. Dạ. Cái này ngon lắm, chú cho con nè. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, dạ. Dạ. Thôi chào chú, con đi. Chào anh chị em đi nha. Ừ. Bye bye. Ê, từ. Dạ. Đây, con đi thì cầm chút xíu tiền để đi xe nha. Ờ, dạ thôi, không cần đâu. Dạ, thì con đi nha. Con chào chú. Ừ. Ngoan quá. Chị Đen. Hả? Tại vì tuần sau tôi có một buổi casting idol mới á. Ồ, chúc mừng. Không ấy, chú Lên cho tôi mượn 200 tôi đi cắt tóc được không? Không được đâu. Chú Lên ơi, anh sửa giùm em cái tủ lạnh đi. Sao bữa nay tủ lạnh tự nhiên nó không có lạnh? Dạ, em chưa nói hết mà. Chú Lên ơi. Không được đâu My ơi. Lại mượn tiền nữa. Tiền lần trước chưa trả mà. Tiền mà nó đi sửa sửa lạnh hết trời. Em biết ơi. Ở đó mọi người là tập múa đi, cũng không có ai mời show đâu. Nè con này, con đây, cô hôn đi chứ. Đây. Anh Quốc, anh mà cứ đứng đây vậy hoài là coi chừng anh mất người yêu đó nha. Mất cái gì? Em tào lao rồi có. Anh nói rồi, em nhìn tất cả mấy người ở đây coi. Làm sao mà con Mai thích được. Trời ơi, anh tự tin về bản thân mình vậy luôn á hả? Anh ơi, không có dễ ăn đâu nha. Anh nói coi lại bản thân mình chứ vậy? Bản thân anh sao? Anh có muốn em nói cho anh biết không? Sao em nói lại coi anh nghe. Nhưng mà em nói trước nha, sự thật á thì mất lòng đó, anh có sẵn sàng chưa? Thì em nói đi, em đừng có lòng vòng nữa. Anh sao? Nói chung là bây giờ nếu như mà ví gương mặt anh và cơ thể anh giống như là một cái kiệt tác nghệ thuật mà cũng phải là mấy trăm năm về trước á, thì anh cũng phải là anh giống như là dạng hàng gia cao cấp vậy đúng không? Hàng gia cao cấp hả? Không, anh là cái bịch ni lông đựng cái đó đó. Vậy là anh á là mới như vậy. Cái tóc anh giống như cái bịch ni lông.
Em có mail mới nè. Mail gì vậy? Công ty R&J. Mày ơi, có kết quả thông báo cuộc phỏng vấn hôm bữa nè. Hả? Hè hả? Trời ơi My ơi, em hay thiệt luôn á. Sao vậy? Em đậu em phải không? Em rớt nữa rồi. Hả? Trời ơi, anh không tin luôn, đây là lần thứ 50 em rớt rồi đó My. Không lẽ anh đăng ký cho em vào kỷ lục Guinness luôn á. Anh này, anh nói gì cười cục quá à. Anh chỉ giỡn thôi mà. Nhưng mà lần thứ 50 em có thấy ai vậy không? Chuyện tình chứ. Anh không nói vô gì mà đụng thể bụng nha. Nhưng mà thật ra anh nói đúng mà. Thôi mà, đừng có buồn mà. Nước đất quá trời. Eric ơi, gặp em chị xúc động quá. Nếu mà sau này á, chị mà có không có thời gian để mà chơi với em, chăm sóc em, lo lắng cho em đừng có buồn chị nha. Tại vì em phải nghĩ cho chị, sau này chị sẽ trở thành một người phụ nữ của gia đình, một người mẹ. Nói nè. Hai bạn của tôi cũng đừng có buồn nha. Nếu như sau này tôi không còn thời gian ở bên cạnh hai bạn nữa. À, ngồi hả? Trời ơi, sao rồi, mọi chuyện suôn sẻ hả? Hẹn hò thành công lắm đó, anh còn khen em xinh đẹp nữa. Trời ơi. Thiệt luôn. Trời ơi, em nói thiệt hả? Thiệt. Trời chắc nó xấu lắm hả? Sao nó khen em đẹp vậy? Không nha, anh là rất là thành đạt, rất là phong độ luôn đó. Tôi anh cho cái cơ hội gặp lại không? Tất nhiên rồi, mặc dù là anh không có nói gì hết, cũng không có biểu hiện gì hết, nhưng mà em biết rằng chắc chắn ngày mai khi anh mở mắt ra, người đầu tiên anh gọi là gọi cho em. Trời ơi, cái hẹn hò còn mượn tiền người ta nữa, sao gọi tới đòi đúng không? Anh này gọi đủ đi chơi rồi, đi nọ hết đồ. Hẹn hò lần nữa hả? Ui, sao chưa liên lạc gì hết trơn vậy? Không gọi điện gì hết, trưa luôn rồi. Cuộc gặp hôm qua rất vui. See you again. Hồi hộp quá. Alo. Diễm My hả? Em có nhớ anh không? Anh Hưng hả? Đúng vậy, anh là Phạm Văn Hưng đây chứ không phải Đàm Vĩnh Hưng nha. Dạ, em nghe. Hôm qua thật là một ngày tuyệt vời đối với anh. Em đang làm gì đó? Em ăn gì chưa? Dạ, em đang ở nhà. Em ăn một chút salad với lại mì spaghetti thôi anh. À vậy hả? Cho anh hỏi là cái salad nào trên thế giới mà nhìn giống cơm nguội vậy em? Còn cái spaghetti gì mà giống ốp la vậy? Dạ, là sao vậy anh? Là ý anh nói em quăng bơm quá đó Diễm My 96 à. Chọc em chứ vui mà. Chọc cái gì? Hay quá ha. Nọ mấy người mua sim mới mà gọi điện thoại cho tôi chọc tôi thôi mà cũng tốn tiền nữa đó. Nhưng mà nó vui, mốt em có chồng rồi em về nhà chồng sao chọc nữa. Anh nhắn rồi. Anh đừng nhắn. Anh xin lỗi. Hình như chúng ta không có duyên. Tối qua tôi cũng rất vui. Cảm ơn cô đã dành thời gian cho tôi. Thiệt là đáng thương. Sao mà như vậy được? Hôm qua anh còn khen mình xinh đẹp bất ngờ mà. Trước khi chia tay á, trước khi về anh còn nói là nụ cười em thật là tỏa nắng. Mà sao mà bữa nay nhắn tin như vậy được? Vấn đề nằm ở đâu? Tại nắng quá anh mới bỏ đó. Đúng rồi, chắc chắn là tại thằng cha đổ tiến sĩ đó đâm chọt cái gì rồi. Thôi bỏ đi. Thằng cha đổ tiến sĩ đó, ông sẽ biết tay tôi. Em có thể là rác tái sử dụng của thành phố. Em chỉ chờ mỗi anh tái sử dụng con tim em. Em có thể là rác. Em có thể là rác thủ cơ, rác vô cơ. Em có thể là rác tái sử dụng. Em thấy câu đó được không? Em thấy rác tái sử dụng hay hơn.
Cho anh thấy là hay là em có thể là em có thể là phân bón hữu cơ của thành phố. Em chỉ chờ mỗi anh. Nè, hai người lại uống sữa của tôi nữa hả? Ông uống có chút xíu thôi mà. Ừ, sữa muốn để hư em. Trời đất ơi, mệt quá luôn á. Hai người sao á? Em nói bao nhiêu lần rồi, em cũng đang cháy túi với hai người thôi. Nói ra thì nghe dễ lắm, tưởng đâu á mà có tiền rồi đều đều mỗi tháng. Ai dè xui gì đâu. Sao vậy? Bị đuổi luôn hả? Không biết từ đây phải sống sao nữa. Một thân một mình còn lo chưa xong mà còn lo cho con nữa. Trời, còn có chữ quan nữa hả? Dạ, Herrick đó. À, thì Herrick thì nói Herrick. Hồi xưa đến giờ em với Herrick sống một mình vậy có sao đâu. Cũng thiếu lên thiếu xuống vẫn sống qua ngày đó chứ. Thôi đừng có buồn nữa, cố thì lên. Thì khác làm thôi. Ừ. Ờ ha. Đúng rồi. Trước khi em đi dạy học thì em vẫn sống được mà. Mày. Anh nói đúng. Đúng rồi, mình phải cố lên. 1, 2, 3, cố lên. Sao vậy? Sao vậy em? Em vậy luôn đó hả? Em nói em đang khó khăn. Ê! Làm kìa! Trời ơi, mà còn uống lén nữa. Đưa đây. Hết rồi mà bộ. Đưa đây cho tôi. Làm ăn ham uống gì đâu. Em vậy luôn đó hả My? Hai nước luôn hả My? Đó, như vậy là em có thể uống được một tháng rồi đó. Đây, mình trở lại rồi nè. Anh nói đúng, mình phải tích cực lên. Em đi dạy thằng nhóc đó lì lợm á, còn bị stress nhức đầu tối và ngủ không được, da mặt em hư luôn á. Vậy là em sống được rồi. Từ sáng đến giờ anh chưa có gì ăn luôn á My. Tưởng tôi sợ. Đi đâu vậy? Đuổi đâu vậy? Thì đem lên phòng. Trời chắc. Trời đất ơi, con bé này tàn tản sao? Anh đói bụng quá à, còn mì gói hay là miếng gì ăn không em? Hồi nãy còn nụ với miếng, bảo anh ăn ăn có ăn đâu, em ăn hết rồi. Ăn cà chua đỡ rồi. Cà chua ăn không rồi cho đâu. Đi! Cà chua của tôi! Trời ơi! Thôi lỡ rồi, để ăn đi, có một cái khác cho. Sao lúc nào tôi rất thích ăn cà chua với lại thịt mà. Ơi, cất trong này không an toàn. Cất trong phòng như vậy. Chuẩn. Trời đất ơi. Ở đâu ra ngon quá vậy? Nãy ai treo ngoài cửa. Trời, treo ngoài cửa hả? Ngon. Trời, ai mà ai không ăn mà bỏ dư cho đợi xíu cho anh miếng nha. Để mấy tô nó đũa lên khó khăn cho. Đợi anh xíu. Chớt cho anh đi. Ủa sao hết rồi? Anh lấy tô lâu quá à. Em ăn còn nhiêu đây nè. Thấy không? Mà chia cho anh phân nửa rồi đó. Mới bước vô có tầm giây á. Đó. Ăn đi. Em như con cáo, còn anh như cành nho xanh. Ăn vậy một lần nữa là em thấy bà với anh. Hey! Danh trắng cần gì nhiều ngoài ăn. Danh trắng cần gì nhiều ngoài ăn. Em ăn hủ tiếu, còn đi ăn bánh canh. Em ăn hủ tiếu, còn đi ăn bánh canh. Đi bánh canh này.